Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì là nói đầu tiên mình tính xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một cuộc sống thật là an lành. Thì hôm nay mình mới vừa hoàn thành xong một cái vỏ lò súp 450 và kèm thêm một cái bát luôn các bạn nha. Thì cái này là anh khách anh đặt mình làm thành phẩm. Thì ở đây thì mình dùng cái lo này là lo RCF đít lồi viền xanh nha các bạn. Nó thì loại này nói chung thì đánh cũng rất là ok các bạn ơi, nhưng mà nó còn thua rất là nhiều dòng. Thì nói chung thì cái dòng RCF này hiện tại ở trên thị trường thì có rất là nhiều anh em họ sử dụng. Sử dụng là tại sao mà họ sử dụng nhiều? Cái thứ nhất là nó vừa hợp với cái túi tiền của mình các bạn. Và cái thứ hai nữa là cái hàng này nói chung thì hiện tại thì cái thị trường người ta chọn rất là nhiều vì nó hợp với túi tiền và nó rất là dễ xài. Đó, thì ở đây thì mình cũng chọn cho ảnh một cái lo súp này luôn. Thì nói chung cái lo này thì tầm chắc cũng khoảng 900W, 1000W thôi các bạn à. Đó, thì nói chung thì người ta để bao nhiêu thì mình không biết, còn theo cái lượng ước của cái bản thân của mình thì mình nghĩ nó là khoảng đó thôi, chứ rồi nó không trên nữa đâu các bạn. Đó, tầm đó thôi nha các bạn nha. Đó, thì nói chung cũng tùy theo dòng các bạn và tùy theo cái loại 1, loại 2, loại 3 tùm lum hết trơn nha các bạn ơi. Tại bây giờ thì nói chung cái thị trường nó quá đa dạng đi. Đó, cho nên là mình xài cái gì mà cảm thấy mà nó chất lượng nó ok á, thì mình xài thôi. Chứ còn nói về cái vấn đề mà để nhìn cái bề ngoài mà kêu bằng nhìn mặt mà bắt hình dong thì mình thấy thua nha các bạn nha. Tại vì cái thị trường hiện tại nó quá phức tạp. Đó, thì ai xài được cái gì thì xài. Chứ còn nói chung thì mình thì theo là yêu cầu của anh khách này, ảnh yêu cầu mình lắp. Các bạn thấy không? Khi mà mình để cái loa vào, các bạn thấy mình gõ như thế này mà các bạn nghe cái bát nó rất là mềm, rất là ấm nha. Các bạn nghe nè ha. À. Mình gõ là cho nó tạo âm ở trong cái vỏ mình nghe thôi, chứ thật sự mà nói thì không phải là khi mà chúng ta mở lên mà chúng ta ở trong trống nó có cái cây cái gì mà nó dỗ ở trong nha các bạn nha. À, vì cái tần số của nó phát ra và nó đưa cái lo này nó tạo cái lực, nó tống ngược vào trong cái vỏ, nó tạo âm xong rồi nó mới phóng ra ngoài. Thì nói chung là súp kép hay là súp hầm hay là súp mặt gì cũng vậy các bạn à. Đó, nếu mà chúng ta đóng đúng cái nguyên lý thì súp nào nó cũng vẫn là ok hết. Nhưng mà mình cũng đã giải thích rất là nhiều lần rồi. Cái súp mặt á, thì nó rẻ hơn là một cặp 1 triệu. Còn cái súp hầm thì nó sẽ mắc hơn 1 triệu. Thì cái mắc hơn 1 triệu đó là cái chất lượng của nó các bạn. Còn dáng thì nói chung thì nó cũng không hơn bao nhiêu các bạn ơi. À, mà nói chung là cái súp mặt này thì một ngày có thể nói là mình có thể mình làm khoảng 1 cặp cho đến 2 cặp một ngày nếu mà cố gắng. Còn cái súp hầm là trong vòng khoảng 2 ngày mới xong 1 cặp. Còn nếu súp hầm kép là trong vòng khoảng 4 ngày mới xong nha các bạn nha. Thì súp hầm nó rất là cực các bạn ơi. À, có những anh em họ không biết là cái cực khổ ở trong cái việc mà lắp ráp hoặc là đóng một cái thùng này như thế nào. À, thì chỉ có người làm ra cái thùng nó mới biết thôi các bạn. Nó tỉ mỉ, nói chung là nó kỳ công lắm các bạn ơi. Còn cái súp mặt này thì nó rất là dễ, còn cái súp hầm nó khó lắm. Cái súp hầm nó cầu kỳ rồi nói chung nó nghịch lý lắm các bạn. Tại vì chúng ta lấy nó tới 2 khoảng là một khoảng trước và một khoảng sau, còn cái súp mặt này nó chỉ tống về phía sau là nó lộn ra ngoài thôi. Đó, còn cái súp hầm thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Rồi thì bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thì mình cũng sẽ đi xa ra để mình nghe nha các bạn. Thì hôm nay thì nói chung là súp full mình chia các loại gõ gàn, giờ không phải test giống như cái súp mà hầm đôi đợt rồi nha các bạn nha. Chiến này là mình đánh với 2 cái cục công sức của mình. Cái đó là âm ly công sức nha các bạn nha, chứ không phải âm ly là thường đâu. Có những anh em họ bắt lỗi, họ nói âm ly mà nói công sức. Tại vì họ thấy những cái mấy cái bo ghề với lại mấy cái bo music rồi này kia nằm trong đó, cái họ kêu bằng cái âm ly. Nhưng mà cái âm ly này nó là công sức nhỏ các bạn, còn cái này là cái âm ly công sức nha các bạn nha. Hàng này là có thể nói là hàng lắp ráp chứ không phải là cái hàng tự nhiên mà có nha các bạn. Rồi lên nhạc đi.
đó các bạn. Đâu phải súp mặt là không hay, mà súp hầm mới hay. Nhưng mà không phải là súp hầm mới hay mà không súp mặt không hay. Đó, nói chung là nó có cái giá trị riêng của tất cả những cái dòng vỏ hết các bạn, chứ không phải là súp mặt nó hay là hoặc súp hầm nó hay. Nó có nhiều cái để mà chúng ta so sánh. Đó, thì như các bạn cũng đã thấy rồi, cái súp này nè thì nó lực các bạn, nhưng mà nó lực trong một cái phạm vi gần thôi, nó không đi xa. Nó còn cái súp hầm nó rất là đi xa nha các bạn nha, tại vì nó là bởi vì tạo âm hai đường. Tức là các bạn thấy rồi, như cái súp này thì cái tiếng bass của nó rất là gọn gàng. Gọn gàng là tại vì sao? Tại vì nó đã lấy một cái lực nó đưa vô trong, nó tạo âm là nó bay ra rồi. Còn cái thằng súp hầm á, là nó như thế này là mình nói cho nó rõ ràng. Tức là bass liền bass các bạn. Bass liền bass tức là nó đã làm một cái bass ở phía trong rồi. Xong rồi cái màn nó trở ngược ra ngoài, nó mới tạo thêm một bass nữa. Tức là cái bass của chúng ta nó dài ra. Cái bass chúng ta nó dài ra, thì cái bass nó dài ra thì nó sẽ truyền cái âm thanh nó đi xa hơn rất là nhiều. Đó, và cái buồng tạo âm của nó đã khai thác hết cho cái lo này rồi. Giống như cái lo này hiện tại thì các bạn cũng đã thấy rồi, mình chỉ đánh một cái lực ở nằm ở phía trong thôi. Còn cái lực ở phía ngoài này coi như là mình đã bỏ hết rồi các bạn. Mình đã bỏ hết rồi. Đó, các bạn thấy rõ ràng ha. Cũng như là cái lực ngoài của cái phần lo này là mình đã bỏ hết rồi. Mình không có khai thác cái phần ngoài, mà mình chỉ khai thác cái phần phía trong của cái lo thôi. Đó, cho nên là cái súp hầm nó quýnh rất là dữ hơn các bạn. Tại vì cái bass của nó dài, cái bass nó rất là sâu luôn. Các bạn nghe cho kỹ, nó rất là sâu. Còn cái bass này nó cũng lực, nhưng mà nó lực trong cái phạm vi gần. Tức là nó quýnh là cái bass của nó kết thúc rất là lẹ. Nó rất là lẹ, rất là dứt khoát. Đó, nhưng mà ngược trở lại là nó quýnh, cái bass nó không mềm mại và nó không dai dẳng, nó không dài ra bằng cái bass, bằng cái súp hầm. Đó, cho nên là cái súp hầm đó là nó phải nằm ở ngoài trời thì nó hợp lý hơn các bạn. Nó ngoài trời nó hợp lý hơn, tại vì cái bass nó dài. Còn nếu như các bạn mà kết hợp nó nằm ở trong cái phạm vi chẳng hạn như là hẹp á, thì nó sẽ bị gòn. Nó bị gòn đó các bạn, tại vì nó đã khai thác hết từ cái mặt trước và mặt sau của cái lo luôn. Thì cái tiếng bass nó phải dài cái đuôi ra rất là nhiều, để nó hỗ trợ là từ cái bass trước tới cái bass sau luôn. Nó khai thác hết từ cái mặt trước và mặt sau, nó mới đi ra ngoài. Cho nên là cái bass súp hầm nó là như thế. Còn cái bass súp mặt này thì nó vẫn có lực bình thường, nhưng mà cái tiếng bass nó gọn gàng, nó không có ù ì, nó không có hùm hổ giống như cái súp hầm. Đó, cái súp hầm các bạn nghe cái bass của nó giống như là nó khủng khiếp, nó uy lực lắm các bạn. Đó, còn cái này thì các bạn nghe nó cũng rất là tuyệt vời luôn, chứ không phải là tuyệt vời, không tuyệt vời, nhưng mà có một cái là cái bass nó gọn. Còn cái súp hầm là nói chung là mình khai thác hết từ ở trong và ở ngoài của cái lo. Thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần luôn, cái lo này các bạn úp ngược vô như thế này, úp vô thế này thì nó vẫn có bass. Mà các bạn quay cái từ nó ra ngoài, các bạn đưa cái mặt lo vô trọng, các bạn để vô bính vẫn có bass bình thường. Đó, cho nên là vì cái lý do đó mà mình mới khai thác từ cái mặt trước cho tới cái mặt sau luôn. Mà chúng ta để mà chúng ta lấy cái lực bass của nó hết lực, tức là từ bass ngoài cho tới bass trong. Đó, cho nên là từ cái chỗ đó mà cái súp hầm nó phải dữ hơn, nó dữ hơn là cái tiếng bass nó sâu hơn, nó dài hơn. Đó, và nó uy lực hơn. Đó, cái điều đó là chắc chắn rồi các bạn. Còn cái súp mặt các bạn thấy không, nó quýnh cũng như trời gầm thôi, chứ không có gì khác. Nếu như chúng ta mà thiết kế một cái cách hợp lý rồi là cái súp nó dễ phóng ra lắm cả, nó rất là dễ phóng cái bass ra. Còn khi mà chúng ta mà thiết kế mà một cái ma trận chẳng hạn như là nó đánh dội để mà cái lo của chúng ta nó tìm cái hơi nó thoát á, thì cái đó là nó sẽ kén lo là như thế nào, tức là nó phải chịu một cái dòng lo nào cái công lực nó quá lớn, nó thật là lớn luôn, nó mới đẩy ra nổi. Tại vì cái thùng của chúng ta nó quá ép đi, cái vỏ của chúng ta nó quá ép cái hơi lại, cho nên là chúng ta phải tìm cái lo nào cái công suất lớn thì chúng ta mới đáp ứng đủ cho nó và nó mới phóng ra được. Còn những cái dòng vỏ nào mà chúng ta thiết kế nó thoát được một cách dễ dàng,
nhưng mà nó tạo âm một cái đường hầm cho đủ cái tiêu chuẩn thì nó tiếng nó sẽ đẹp. Cái đó là quy luật các bạn. Cái đó là quy luật, cái đó là mà nó thật sự đó. Thì nói chung thì hiện tại bây giờ thì trên kênh mình cũng có rất là nhiều anh em họ biết được cái vỏ súp bên mình nó đánh như thế nào đó. Nhưng mà mình nói với tất cả các bạn như thế này, mình sẽ nhắc nhở với bạn một cái điều như thế này nữa, là khi chúng ta muốn so sánh một cái sản phẩm của mình và sản phẩm của người khác thì chúng ta trước tiên chúng ta phải đánh vài cái câu hỏi vào đó. Chẳng hạn như thứ nhất là mình đang xài cái dòng bát của hãng nào, cái đó là quan trọng nha các bạn nha. Và cái thứ hai mình sẽ dùng cái men gì, và trong cái thứ ba đó là mình set up bằng cái kiểu nào để cho cái phần EQ của cái tiếng súp này nó đẹp và nó dứt phát, nó không bị gòn. Nó thì các bạn cứ nghĩ đi. Nó còn nếu như chúng ta mà đem cái sản phẩm của chúng ta ra mà chúng ta so sánh với một người khác, chẳng hạn như mình mua củ bát mình, thì hiện tại cái củ bát này nó tầm nhiêu các bạn? Tầm 3 triệu mấy, phải không? Đó, mình giả sử đi. Rồi khi mà người ta mua một cái cặp củ bát của người ta là trong khi đó tới 10 mấy triệu, thì các bạn so sánh thì các bạn so bánh làm sao nổi? Làm sao nổi các bạn? Nếu như các bạn mà so sánh cái cặp loa mà 3 triệu mấy mà so sánh với một cặp loa 10 mấy triệu, thì nếu như hai thằng này nó đồng nhau thì mình có ngu dại gì mà mình chọn cái dòng bát mà mắc tiền không các bạn? Làm chi cho tốn tiền, thay vì mình chọn cái dòng loa sòn sòn này mà nó đánh vẫn ngang với cái dòng loa kia, đúng không các bạn? Cho nên là cái vấn đề đó là chúng ta đừng có nên so sánh. Có những anh em họ so sánh một cái cách rất là mù quáng nha các bạn. Mấy anh nói là cái súp này quánh không lợi cái súp khác, hoặc là cái súp kia nó đánh thua cái súp nọ gì đó. Nhưng mà trong khi đó đó, anh đầu tư trong cái cặp súp này nó bao nhiêu tiền mà người ta đầu tư nó bao nhiêu tiền đó, thì các bạn cứ so ra đi. Nhưng khi mình cái số tiền mình bằng phân nửa người ta hoặc hơn phân nửa rồi mà mình đòi đánh bằng người ta là sao, là thế nào được các bạn? Nếu vậy thì những âm thanh đó người ta bán cái hàng cao cấp để làm gì, đúng không các bạn? Cho nên là mình phải suy nghĩ thật rõ. Có những anh em á, hôm nay mình cũng nói thật sự các bạn luôn, cái hàng của mình có những anh em chê chứ không phải là khen hết đâu nha các bạn à. Cái đó là mình nói thật sự bằng cái cửa miệng mình nói ra. Có những anh em chê các bạn, họ nói là đánh không lại người ta, cho nên là họ muốn bán bỏ để họ đổi cái khác. Thì khi mà họ đã bán bỏ đi cái cặp vỏ rồi đó, họ đem cái cặp lo họ sàn qua thì nó đánh tệ hơn cái vỏ bình thường, tệ hơn cái vỏ của mình nữa. Thì từ cái chỗ đó đó, mấy anh em nó mới hiểu được rằng khi mà chúng ta muốn so sánh một cái sản phẩm nào đó là chúng ta phải so sánh cho nó cặn kẽ từ trong tới ngoài, tức là từ lo, từ men, từ vỏ, coi như là đủ cái điều kiện để chúng ta so sánh, chúng ta mới so sánh nó chính xác được. Đó, thì từ cái chỗ đó đó, những anh em đó người ta bị gì người ta mới sợ. Nhưng mà cũng tội nghiệp những anh em đó các bạn. Tại vì sao mà người ta bị lầm như thế? Tại vì trước khi người ta muốn đổi là người ta muốn bán đứt cái cặp vỏ này để mà họ đổi lại cái đồ khác, là tại vì họ không có vốn các bạn. Họ không có vốn. Nếu như họ có vốn là họ sẽ không bán, họ sẽ mua cái cặp khác về, họ sàn cái loa qua, họ thử trước, chừng nào cảm thấy hiệu quả xong họ mới bán cái này, thì họ sẽ không bị lầm. Còn cái vấn đề này là họ muốn xào chẻ, tức là họ bán xong cái sản phẩm kia rồi họ mới có tiền họ mua cái sản phẩm khác về họ mới lắp vào, thì khi đó họ mới phát hiện được một điều là cái dòng lo của người ta nó phải dữ hơn. Như cái loại dòng lo này nè các bạn, thì nó đánh như thế này nha. Còn cái dòng lo Mỹ của cái anh khách ở Việt Kiều ở bên hiện tại đang sinh sống bên Mỹ, như cái cặp lo này là khác nữa nha các bạn nha. Nói thật lòng là khác xa luôn các bạn. Nó như cái cặp đó là cái cặp RCF đích lòi viền xanh. Còn như các bạn muốn so mà các bạn như chẳng hạn như bây giờ người ta đi mua cái cặp lo như thế này về, rồi các bạn so là so sao? Lấy gì bằng cái nó, thì như cái lo này nè, như cái lo này nè các bạn,
Các bạn thấy nó đẹp từng cái chi tiết, các bạn thấy không? Cái nước mà cái nước người ta tĩnh điện này, các bạn thấy không? Nó phải nói là nó tuyệt vời không? Và những cái dòng lo này thì ba cặp này chưa chắc gì cái giá trị nó bằng tiền một cặp này, các bạn tin không? Thì các bạn lấy cái thằng này để các bạn so sánh với thằng này thì các bạn so như thế nào? Đâu có cửa nẻo nào mà chúng ta so được các bạn. Mà khi mà chúng ta đã đấu thua họ rồi, họ có quánh không bằng họ rồi, thì chúng ta phải hỏi một điều rằng chúng ta có chơi tới đồ hay chưa. Cho nên về cái âm thanh này, ngoài các bạn chọn những cái sản phẩm để các bạn xài, thì trong túi các bạn nhất định phải có tiền thì các bạn mới chơi được. Cái đó là mình nói thật sự luôn, nó liên quan tới cái tài chính mình rất là nhiều nha các bạn nha. Tài chính chúng ta kém cỏi là chúng ta chấp nhận phải thua họ thôi, chứ không có đường nào chứ. Nhưng mà cái âm thanh này mình nói với tất cả các bạn một điều như thế này. Chẳng hạn như các bạn đi show mà các bạn thấy lâu lâu mới có được người chê cái dàn của mình, thì đó là các bạn đã thắng rồi đó. Đó, tại vì các bạn quên một điều rằng á, đi tới đâu á người ta cũng khen hết, nhưng mà lâu lâu có người chê cái bắt đầu tự động cái bắt đặt các bạn buồn à. Các bạn thấy làm như là trong lòng thấy nó không có được yên ổn, rồi chúng ta mới tìm cách chúng ta nâng cấp cái thái độ lên. Các bạn có biết á là hiện tại mình đang sống bằng một cái phương thức gì không các bạn? Mình cũng xin nói thật sự với các bạn luôn, mình đang sống trong cái máu lửa của anh em làm show và những anh em chơi âm thanh. Đó, cái điều đó nếu như mình không nói thì chưa chắc gì các bạn đã suy nghĩ ra. Các bạn biết tại sao bây giờ mà mình không còn đi show nữa mà mình chỉ cung cấp cái hàng bỏ này không các bạn? Đi show nó cực lắm các bạn à. Đó, chê khen đủ thứ chuyện hết. Đó, cho nên là từ cái chỗ đó đó, không biết cái cơ duyên của ông trời ông ban cho mình sao đó các bạn, mà mình đổi được, mình làm cái vỏ mình xong, mình làm nhà xong, mình xài mình cảm thấy ok quá, cái mình bắt đầu mình có nảy sinh một cái ý tưởng để mà mình làm YouTube. Thì cho đến giờ này thì nói chung là cuộc sống của mình thì nó tạm ổn các bạn, phải gọi là tạm ổn thôi chứ thật sự chưa ổn các bạn. Nếu đã ổn rồi thì mình sẽ có một cái xưởng riêng để mà mình sản xuất nó nhiều cái sản phẩm hơn nữa. Đó mới là ổn các bạn. Còn bây giờ chỉ tạm ổn thôi các bạn ơi. Đó. Cho nên là từ cái chỗ nào, cái chỗ mà mình đã từng làm show, mình đã từng làm một thằng bầu show, coi như là mình chịu đấm ăn xôi các bạn đủ thứ chuyện trên đời hết. Cho nên là mình cái cảm giác mà để làm show á, mình đã nắm trong lòng bàn tay các bạn, thì mình mới nảy sinh ra một cái ý định á, là mình phải làm sao để phục vụ cho anh em cho thật là tốt. Tại vì chúng ta đang sống trong cái máu lửa của những anh em chơi âm thanh và những anh em làm âm thanh đó. Cho nên là cái điều đó là cái điều đầu tiên mà mình phải nhất định phải làm một cái sản phẩm nào đó ra là chất âm nó phải thật sự tốt, thật tốt, để không uổng phí những cái tình thương mà các bạn dành cho mình trong suốt cái thời gian qua. Cái đó là mình nói thật sự luôn. Còn những anh em cứ nhắn tin làm cho tôi cho thật là kỹ lưỡng đồ này nọ, không riêng ai hết các bạn. Ai đến với mình mang cho mình chén cơm manh áo đều là ân nhân của mình hết và đều là khách quý của mình hết. Các bạn đừng có dặn những cái câu đó. Dặn thì mình chắc chắn là mình phải hứa đó. Nhưng mà các bạn dặn những câu đó thật sự mà nói đối với mình nó hơi thừa các bạn. Hơi thừa. Các bạn thấy nè, cái lo này nè, cái gì hậu của đó các bạn thấy sâu gung mình không? Các bạn tìm đi. Những cái dòng súp nào, cái dòng nào, dòng lo nào mà cái dạo nó sâu chừng nào thì cái tiếng bass nó đẹp chừng nấy nha các bạn nha. Cái đó là mình nói thật sự luôn. Cái này là cũng là một cái để ý của mình hồi đó tới bây giờ, chứ không phải là mình là thợ thầy gì hay là mình. Cái này là cái mà thật sự mình đã thấy và mình đã trải nghiệm, cho nên là mình khuyên các bạn. Các bạn mua cái lo nào mà chẳng hạn như cái hậu nó sâu như vậy nè, thì những dòng đó là nó đánh súp rất là chuyên nghiệp nha các bạn nha. Còn cái lo full mình không tính.
Còn cái loại súp nè, các bạn thấy cái hậu nó càng sâu á, là nó đánh súp càng đẹp. Nhưng mà các bạn đừng có nên chọn những cái từ đôi làm cái gì nha các bạn nha. Cái từ đơn này nè nó mới hay nè, chứ cái từ đôi á, họ dán cho tất cả các bạn á, để cho các bạn thấy cái loa mình nó hầm hố lên và nhìn thấy nó mạnh mẽ lên, chứ thật sự nó không giúp ích được nhiều cho các bạn đâu. Tại vì mình nói cho các bạn nghe là khi mà người ta đặt một cái từ này vô thì người ta nạp một cái cạch, thì cái từ đó thì nạp dính vô đây. Nhưng mà cái quan trọng á là cái lực hút của cái từ này nó mạnh hay không, chứ không phải là từ đơn mà nó dở mà từ kép nó mới giữ nha các bạn nha. Nếu như chúng ta nói về cái từ đơn và cái từ đôi thì các bạn nghĩ đi, cái từ này nó chành bành chà bá vậy nè. Nhưng mà tại sao cái từ neo nó nhỏ xíu nhưng mà tại sao nó nghe có thể là cái tiếng nó dữ hơn là như thế nào? Đó là cái điều mà chúng ta phải chấm cho nó một cái dấu hỏi, tại sao mà từ neo có chút xíu nhưng mà tại sao nó dữ hơn cái từ Phyrix này. Cái đó là do ăn thua cái lực hút của cái từ các bạn, chứ không phải từ đôi là mạnh mà từ đơn là yếu. Và càng không phải là cái con nó càng lớn là nó càng dữ các bạn ạ. Nó mệt men các bạn lắm đó nha. Các bạn nghe cho kỹ đi. Các bạn nếu như các bạn thưởng thức một cách đúng á, là cái bát vừa mềm mại vừa dứt phát và vừa có lực, là cái tiếng bát của bạn nghe nó rất là êm. Còn giống như các bạn lại mà các bạn đánh giống như là nó tra tấn mọi người, không cho ai ăn ai uống hết trơn, là cái đó cũng chưa chắc là đúng các bạn. Cái đó là mình dùng cho những cái chỗ nào gọi là cái âm thanh nó nằm ngoài trời các bạn. Còn như mà chúng ta đem vô trong cái nhà của những cái người mà chúng ta phục vụ á, mà nó nằm trong kẹt trong hốc á, các bạn quýnh cái kiểu đó cũng không ai nghe được đâu. Chưa chắc gì người ta chịu hết đâu các bạn. Tại vì người ta nghe người ta mệt các bạn ơi. Người ta nghe người ta mệt. Còn cái bát của chúng ta nó tròn trịa, nó dứt phát, là các bạn nghe nó rất là im luôn. Nó hòa quyện với lại cái tiếng ca của chúng ta, các bạn nghe nó rất là sướng. Nghe giống như là nó một cái cảm giác là chúng ta thưởng thức một cái món ăn vậy đó. Nó không quá mặn, nó không quá lạc, nó rất là vừa miệng, thì đó là cái món ăn chúng ta cảm thấy nó ngon. Còn nếu như chúng ta mà muốn ăn mặn, chúng ta để mặn quá thì không được. Đó, nhưng mà cái cách cũng giống như chúng ta nấu ăn vậy đó. Chúng ta nấu vừa miệng á, thì nó đạt được cho nhiều người. Còn nếu như chúng ta nấu lạc quá thì cũng có rất là nhiều người chê. Mà chúng ta nấu mặn quá thì có người khoái ăn mặn á, thì họ khen ngon. Nhưng mà gặp người ta ăn mặn không được thì người ta chê dở. Nhưng mà về cái vấn đề mà làm âm thanh này cũng giống như nấu ăn thật sự các bạn ạ. À, chúng ta làm điều điều thôi. Chẳng hạn như nó vừa miệng thôi, đừng quá mặn và cũng đừng quá lạc. Âm thanh cũng đừng quá lớn mà đừng quá nhỏ, chỉ vừa thôi. Thì các bạn đi phục vụ rất là ok luôn. À, nó rất là vừa cái nói chung là mình lấy cái phần là đại số các bạn, chứ không thấy bằng tiểu số. Tức là mình nấu mặn gì đó nhưng mà có một người nào đó khen à, nhưng mà trong khi đó một khối người người ta chê à, tại vì nấu mặn quá các bạn không được. Nó giống như cái âm thanh này cũng vậy nè, các bạn quýnh quá lớn thì những người mà già hoặc là hơi cao tuổi đó là họ thấy nó mệt các bạn. Mà trong khi đó chúng ta ca mà nó không ra tiếng nữa thì thấy thua rồi đó các bạn à. Đó, cho nên là nó vừa thôi. Nhưng mà cái tiếng bass chúng ta phải thưởng thức như thế nào, nó mềm mại, nó dứt khoát, nhưng mà nó phải có lực mới được nha các bạn nha. Chứ không phải là mình quýnh cái bẹp bẹp đó vô đám đó thì người ta không chịu được đâu các bạn ơi. À, thì cái thời điểm bây giờ thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Thì nhiều khi mấy cái em nhỏ nhỏ thì em khoái lớn lắm, nhưng mà nhiều khi la muốn khang cũng họng. Nhưng mà những người mà người ta thưởng thức cảm nhạc là ta chỉ vừa thôi, nhưng mà ca cái tiếng nó hòa quyện chung với nhạc ta khoái các bạn. À, thì cái đó là nó chiếm cái phần đa số hơn phần tiểu số các bạn nha. À, còn cái đó cái âm thanh này mình trang bị làm sao cho nó hợp tùy theo cái hoàn cảnh. Chẳng hạn như những người nào những người nào mà chẳng hạn như cái người kêu á, cái người kêu show mình, người ta có yêu cầu thì mình chơi.
chẳng hạn như bữa đó là người ta có họp kết hợp với những cái dàn đầy chay để mà cho cái đám nó sung á, thì chúng ta phải trang bị nó hơi lực chút xíu đó, để mà chúng ta tiếp ứng cho những cái bọn trẻ đó. Còn những cái đám nào mà ta nói là cảm thấy nó hay là được rồi đó, nó đơn giản nhưng mà nó hay là được rồi, thì mình sẽ làm đơn giản thôi. Tại vì những người đó người ta chịu, với lại thứ hai đó là người đó là người trả tiền cho mình đó các bạn. Mình nên phục vụ cho những người đó cho tốt là được rồi các bạn ơi. Đó, thì hôm nay nói chung thì mình cũng test nhang chút thôi, nhưng mà mình cũng tâm sự nhiều. Thì giờ này thì nói chung mình cũng mới sơn xong tay chân còn nước sơn không nè. Nhưng mà mình hết thời gian làm các bạn, cho nên là mình tâm sự với các bạn nhiều hơn chút. Còn những anh em nào mà nói mình khùng, mình điên hay mình nói nhiều gì đó, thì các bạn lướt cho qua đi, đừng có xem làm gì. Xem vô đây rồi mất công tức, rồi ban đêm ngủ không được nữa các bạn ơi. Rồi các bạn làm gì rồi vô tình giống như mình hại các bạn vậy đó. Các bạn chỉ cần gì nè các bạn, cầm cái điện thoại các bạn quẹt những cái là mình mất tiêu liền. Chỉ cần quẹt cái là mình mất tiêu liền. Nó còn các bạn muốn giữ thì các bạn cứ giữ. Còn các bạn ghét mình các bạn cứ gạt tẹt cái một mất tiêu. Khỏi cần coi đâu. Có những anh em không biết dòm dòm cái kênh mình chi vô, không biết coi làm gì, không biết coi học cái gì nữa. Mà vô coi rồi nói này, nói nọ, nói hành, nói tội, nói mình khùng, mình điên hay kệ mình đi các bạn. Đó, nhưng mà các bạn bình tĩnh quá, mà các bạn có biết phân tích cái âm thanh này nó giống như mình hay không, cái đó mới là quan trọng. Và các bạn có những cái dàn nó hay chưa? Và các bạn làm cho gia đình các bạn được hạnh phúc chưa? Cha mẹ của tất cả các bạn có hài lòng về cái cách sống của các bạn chưa? Và mọi người xung quanh có thương mến các bạn chưa? Cái đó mới là điều quan trọng. Còn khùng điên gì cái đó là phần của mình nha. Rồi một lần nữa mình xin chúc cho tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước, cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube, xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi chiều thật là an lành. Và mình xin nói lời tạm biệt, hẹn với các bạn một cái video kế tiếp nữa nha các bạn nha. Rồi mình xin kính chào.